Bộ Y tế cảnh báo tốc độ lây nhiễm của Omicron rất cao. Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng đón khách chưa tiêm vaccine. Lao động Việt có nhiều cơ hội làm việc ở nước ngoài năm 2022. Hàng trăm container từ Lạng Sơn lên Cao Bằng tìm cơ hội thông quan. Bộ Y tế cảnh báo tốc độ lây nhiễm của Omicron cao gấp 7 lần trong nhóm chưa tiêm chủng và gấp 3 lần với nhóm đã tiêm chủng đầy đủ, nên dẫn đến tăng rất nhanh số ca mắc, gây quá tải hệ thống y tế. Con số tử vong sẽ tăng lên, vì vậy vẫn phải đặt trọng tâm cho công tác phòng chống dịch. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tăng cường giám sát các trường hợp nhập cảnh, giám sát cộng đồng, thực hiện việc cách ly, giám sát y tế, giám sát sự biến thể của virus SARS-CoV-2. Bộ Y tế cũng yêu cầu tổ chức khoanh vùng ổ dịch, điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, đánh giá nguy cơ và áp dụng các biện pháp cách ly, phong tỏa phù hợp và hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Vào sáng ngày 24 tháng 1, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết kết quả giải mã trình tự gen đã xác định thêm 2 ca nhiễm biến thể Omicron liên quan đến chùm ca cộng đồng đã công bố. Cụ thể, trường hợp thứ nhất 25 tuổi, ngụ phường 17, quận Bình Thạnh, sống tại khu chung cư ở quận 11 đã tiêm 2 mũi vaccine. Trường hợp thứ hai 28 tuổi là bác sĩ khoa cấp cứu của một bệnh viện. Người này sống cùng nhà với bệnh nhân ở khu chung cư quận 11 đã tiêm đủ 3 liều vaccine. Như vậy, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 5 trường hợp nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng, xuất phát từ một ca nhiễm Omicron nhập cảnh. Thưa quý vị, Sở Y tế Bình Dương mới thông báo kết quả xét nghiệm phân lập virus từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh của trường hợp người nhập cảnh vào Bình Dương. Cụ thể, trong số 3 trường hợp người nhập cảnh từ nước ngoài về nước mắc COVID-19, có 1 trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Bệnh nhân là nữ, sinh năm 1990, mang quốc tịch Việt Nam. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Vào sáng ngày 24 tháng 1, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, trong 24 giờ vừa qua, từ 6 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2022 đến 6 giờ ngày 24 tháng 1 năm 2022, Quảng Bình đã ghi nhận thêm 167 ca mắc COVID-19, trong đó có 96 ca cộng đồng, 71 ca trong các khu cách ly. Đến nay, tổng số ca COVID-19 của Quảng Bình là 5.701 ca, tổng số ca khỏi là 4.579 trường hợp. Tiếp theo chương trình là một số thông tin về tình hình đại dịch COVID-19 đáng chú ý khác. Theo thống kê mới nhất từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, biểu đồ thống kê số ca tử vong có thể thấy đường cong đã giảm sâu, số ca điều trị tại bệnh viện cũng đã giảm nhiều. Vào chiều ngày 23 tháng 1, số ca tử vong do COVID-19 là 6 ca. Thành phố Hồ Chí Minh còn có hơn 2.600 ca mắc COVID-19 đang điều trị ở bệnh viện. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đạt các tiêu chí của dịch ở cấp độ 1. Như vậy, thành phố đã giữ vững vùng xanh trong 3 tuần liên tiếp. Trong đó, đối với từng địa phương, toàn thành phố có thành phố Thủ Đức và 20 quận huyện đạt cấp độ 1, riêng huyện Nhà Bè ở cấp độ 2. Trong tuần, toàn thành phố không có địa phương tăng cấp độ dịch so với tuần trước đó và tiếp tục không có quận huyện nào có cấp độ dịch ở cấp độ 3. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, nhằm chuẩn bị cho các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông mở cửa đón học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 đi học trực tiếp an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị kỹ các phương án. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp ngành y tế, các quận huyện, các trường học tổ chức diễn tập các kịch bản, tình huống tránh chuyện lúng túng khi học sinh trở lại trường. Vấn đề phụ huynh quan tâm nhiều nhất hiện nay là học sinh đi học ở lớp phát hiện F0, các em có bị cách ly tập trung hay không? Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định, theo hướng dẫn mới nhất của ngành y tế, chỉ có F0 được lực lượng y tế đưa đi cách ly điều trị, còn học sinh F1 sẽ cách ly tại nhà. Sáng ngày 24 tháng 1, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin bắt đầu từ ngày 24 tháng 1, bệnh viện sẽ tổ chức triển khai phòng khám tư vấn và điều trị cho các bệnh nhân đã từng mắc COVID-19. Hơn 2/3 bệnh nhân COVID-19 sau khi đã xác định hồi phục vẫn còn để lại những rối loạn về chức năng và triệu chứng bệnh lý kéo dài, có thể vài tháng thậm chí lâu hơn. Đây là hội chứng hậu COVID-19. Bệnh viện sẽ tổ chức phòng khám tư vấn và điều trị các bệnh nhân này. Tùy từng triệu chứng mà bệnh nhân mắc sau hậu COVID-19, bệnh viện sẽ cử những bác sĩ có chuyên môn từng lĩnh vực để tư vấn và điều trị. Cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 cho thấy đến 14 giờ 30 phút ngày 24 tháng 1, Việt Nam đã tiêm gần 176,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong ngày 22 tháng 1, cả nước đã tiêm hơn 530.000 liều vaccine.
Tính đến ngày 23 tháng 1, số liều vaccine phòng COVID-19 tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 160.097.231 liều, trong đó mũi 1 là 70.489.905 liều, mũi 2 là 67.882.931 liều, mũi bổ sung là 7.598.066 liều và mũi 3 là 14.126.329 liều. Số liều vaccine phòng COVID-19 đã tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 15.801.219 liều, trong đó mũi 1 là 8.375.821 liều, mũi 2 là 7.425.398 liều. Đến nay thì 46 tỉnh thành phố đã cơ bản bao phủ đủ liều cơ bản cho nhóm tuổi từ 12 đến 17 tuổi như Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hòa Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lai Châu, Lạng Sơn, Tuyên Quang và Cao Bằng. Thưa quý vị, lộ trình đón khách quốc tế của thành phố Hồ Chí Minh được chia thành giai đoạn 1 từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2022 và giai đoạn 2 từ tháng 4 năm 2022. Kể từ tháng 4 năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đón khách du lịch từ đủ 18 tuổi đến 65 tuổi, không có bệnh lý nền, không phải phụ nữ có thai, chưa tiêm vaccine hoặc là tiêm chưa đủ liều vaccine. Trong giai đoạn 1, thành phố Hồ Chí Minh đón khách là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, công dân Việt Nam có hộ chiếu vaccine, có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine hoặc chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19, đủ điều kiện và được công nhận. Đối với khách du lịch dưới 18 tuổi chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine COVID-19, được đi cùng bố mẹ, người giám hộ hợp pháp hoặc người chăm sóc đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Trong giai đoạn 2, thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở rộng thêm đối tượng khách du lịch từ đủ 18 tuổi đến 65 tuổi không có bệnh lý nền và không phải là phụ nữ có thai chưa tiêm vaccine hoặc tiêm vaccine chưa đủ liều. Đối với khách du lịch dưới 18 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ có thai, người có bệnh lý nền nhưng không phải theo dõi điều trị tại cơ sở y tế, chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine COVID-19, được đi cùng bố mẹ, người giám hộ hợp pháp hoặc người chăm sóc đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Theo quy trình phục vụ khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh, khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh không bị cách ly, được thăm các địa phương khác. Đối với khách du lịch đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, phải tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành với thời gian ít nhất 3 ngày kể từ khi nhập cảnh. Khách du lịch chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine COVID-19 phải tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành trong vòng 7 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh. Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 vào ngày thứ 3 với người tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc ngày thứ 7 với người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine, khách du lịch có thể tiếp tục tham gia chương trình du lịch trọn gói đã đăng ký, tham gia các chương trình du lịch và sử dụng các dịch vụ tại địa phương, cho phép đón khách du lịch quốc tế hoặc về các địa phương theo nơi cư trú, thăm thân đã đăng ký. Khách có thể xuất cảnh về nước trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đang khai thác hoặc là các chuyến bay thuê chuyến được cấp phép. Vào sáng ngày 24 tháng 1, hãng hàng không Bamboo Airways đã chính thức công bố mở đường bay thẳng Việt Nam-Đức dự kiến vào ngày 4 tháng 3 năm 2022 nhằm tiếp cận cửa ngõ để kết nối với khu vực châu Âu rộng lớn. Theo kế hoạch, Bamboo Airways đã khai thác với tần suất ban đầu 2 chuyến khứ hồi một tuần. Tần suất chung sẽ được nâng dần lên theo nhu cầu của thị trường. Bamboo Airways chính thức mở bán đường bay này từ ngày 24 tháng 1 trên website chính thức. Phó Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt Nam cho biết tại các thị trường lớn như là Nhật Bản và Hàn Quốc, ngoài các chương trình mà hai bên đã ký kết như là EPS của Hàn Quốc và IM Japan của Nhật Bản, các quốc gia này đang đẩy mạnh việc thu hút nhân lực có chất lượng, tay nghề cao hơn từ Việt Nam. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy lao động Việt Nam đã dần khẳng định được tay nghề, kỹ năng và trình độ tại thị trường, vốn đòi hỏi cao tại các quốc gia phát triển này. Theo báo cáo của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, năm 2021, cả nước có hơn 45.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, bằng 57,3% so với cùng kỳ năm 2020. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông tin hiện cả nước có hơn 93.000 lao động nước ngoài thuộc diện được cấp giấy phép lao động làm việc tại Việt Nam. Đa số các doanh nghiệp sử dụng lao động là người nước ngoài có ký kết hợp đồng lao động, tham gia bảo hiểm xã hội cho những người làm việc từ 1 năm trở lên, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đây là nhóm lao động có trình độ cao, là chuyên gia, thường giữ các vị trí quản lý trong các đơn vị và doanh nghiệp.
Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng cho biết do có các biện pháp chống dịch linh hoạt hiệu quả, nên các cửa khẩu tại tỉnh Cao Bằng như là Tà Lùng, Trà Lĩnh, Sóc Giang vẫn duy trì được hoạt động thông quan. Mỗi ngày khoảng 300 container hàng hóa được xuất nhập khẩu. Tuy không nhiều, nhưng tại thời điểm này, việc duy trì xuất nhập khẩu đã góp phần giảm tải cho các cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, khoảng một tuần nay, nhiều container hàng hóa chuyển hướng từ Lạng Sơn qua Cao Bằng để tìm cơ hội xuất khẩu, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn. Phía Trung Quốc cũng đã thắt chặt các biện pháp phòng dịch, nên việc thông quan vẫn gặp nhiều khó khăn. Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, điện thoại và linh kiện là mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất trong năm 2021. Cụ thể, điện thoại và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu đạt 57,54 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021, tăng 12,4% so với năm 2020, chiếm khoảng 17% tổng kim ngạch xuất khẩu. Thị trường xuất khẩu chủ yếu của nhóm hàng này là Trung Quốc đạt 15,18 tỷ đô la Mỹ, tăng 23%, sau đó là thị trường Hoa Kỳ đạt 9,69 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,3% so với năm 2020. Tiếp theo chương trình là một số thông tin xuất nhập khẩu đáng chú ý. Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy cả năm 2021, xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện đạt 57,54 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,4% so với năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này đã đạt mức kỷ lục từ trước đến nay, bỏ xa trị giá xuất khẩu của nhóm sản phẩm đứng thứ hai sau đó là hàng máy vi tính, điện tử và linh kiện, tiếp tục dẫn đầu trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Tính đến nay, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm này đã tăng 25 lần so với năm 2010. Sau 2 năm 2019-2020 chịu tác động mạnh của thị trường, giá sợi sụt giảm, cầu thấp do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và năm đầu của đại dịch Covid-19. Bước sang năm 2021, ngành sợi đã thắng lớn nhờ giá sợi hồi phục mạnh, xuất khẩu lần đầu tiên cán đích 5,5 tỷ đô la Mỹ, là mức cao nhất từ trước đến nay. Cũng trong năm 2021, giá sợi xuất khẩu đã tăng khoảng 25% so với năm 2020, trong đó sợi cốt tông có mức tăng mạnh nhất, tiếp đến là sợi polyvisco, sợi poly và sợi pha poly cốt tông. Trong năm 2021 và từ đầu năm 2022 đến nay, trong hơn 60 quốc gia vùng lãnh thổ nhập khẩu máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng ở Đồng Nai, có hai thị trường chính có mức tăng trưởng khá cao là Trung Quốc và Hàn Quốc. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt hơn 2,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,5% so với năm trước. Trong đó, hai thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc đạt 219 triệu đô la Mỹ, tăng 36%, Hàn Quốc đạt 119 triệu đô la Mỹ, tăng 21%. Quý vị đang theo dõi chương trình Hộp tin Việt Nam phát sóng lúc 18 giờ trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Bản tin ngày hôm nay sẽ tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý sau đây. Savo cho biết căn hộ dịch vụ sẽ tiếp tục được cải thiện trong tương lai. Giá vé xe Tết từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh không được tăng quá 60%. Thị trường đồ lễ ông công ông táo kém nhộn nhịp. Vào ngày 21 tháng 1, Tổng cục Quản lý Thị trường thuộc Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chỉ đạo toàn ngành phải xốc lại kỷ cương, nguyên tắc trong chỉ đạo, điều hành, ý thức chấp hành trong lực lượng, đặc biệt phải xử lý nghiêm các sai phạm để răn đe. Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 kéo dài, tình hình buôn lậu gian lận thương mại trong và sau dịch diễn biến phức tạp, nhưng lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan lực lượng chức năng trong việc chia sẻ thông tin, xây dựng phương án kế hoạch đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó, nhiều vụ việc lớn phức tạp đã được lực lượng quản lý thị trường và lực lượng công an phối hợp kiểm tra xử lý. Tính chung cả năm 2021, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã phát hiện, xử lý 41.375 vụ vi phạm, ước thu nộp ngân sách gần 430 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là sản xuất kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, các hành vi đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý trong cao điểm dịch bệnh. Qua số tiền xử phạt vi phạm hành chính cho thấy rõ các hành vi, lĩnh vực vi phạm luôn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp khó lường. Năm 2021, Tổng cục tiếp tục tấn công, triệt phá nhiều đường dây ổ nhóm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lớn, phức tạp, phối hợp khá tốt với các lực lượng chức năng xử lý các vụ việc có dấu hiệu phạm tội.
Những chiến công của lực lượng quản lý thị trường đã góp phần đảm bảo các hoạt động thương mại diễn ra bình thường, ngay cả trong bối cảnh giãn cách do đại dịch. Lực lượng đóng góp vai trò khá rõ trong tiêu thụ nông sản tới vụ, thương mại điện tử bước đầu khá lành mạnh, hiệu quả. Từ những tồn tại của lực lượng trong năm, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều FTA được thực thi, nên các hoạt động thương mại giao thương sẽ diễn ra ngày càng sôi động, phức tạp. Tình trạng buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng ngày càng tinh vi. Thương mại điện tử ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, nên quản lý thị trường phải tham mưu để có quy định chế tài xử lý khi có tổ chức cá nhân vi phạm. Song song với đó, trong năm 2022, để công tác đấu tranh ngăn chặn hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ đạt được hiệu quả cao hơn nữa, trước hết người đứng đầu của ngành công thương đề nghị lực lượng quản lý thị trường cần thường xuyên phổ biến, quán triệt thật sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tiếp theo chương trình là một số thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Theo Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 23 tháng 1, lượng hành khách đi lại bằng máy bay là hơn 59.000 lượt. Tuy có tăng cao so với thời gian trước đó, nhưng chỉ bằng 44% so với cùng kỳ năm 2021. Hiện vé đi nhiều địa phương trong cả nước cũng đã được mua hết trong những ngày cao điểm trước Tết ở nhiều chặng. Theo dự báo của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, lượng khách đi lại bằng đường hàng không sẽ tiếp tục tăng và dự báo cao điểm sẽ đạt khoảng 80% so với năm trước. Theo Cục Hàng hải Việt Nam, trong tháng 1 năm 2022, khối lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam ước đạt hơn 60 triệu tấn, tương đương cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng hàng container ước đạt 2 triệu tiêu. Khối lượng hàng hóa trong tháng đầu năm chưa ghi nhận sự tăng trưởng mạnh, nguyên nhân là do hoạt động giao thương kinh tế còn chịu ảnh hưởng kéo dài của dịch Covid-19, cũng như đợt cao điểm nhập khẩu hàng hóa dịp Tết của Mỹ, châu Âu mới kết thúc, nên thị trường vận tải biển có phần chững lại. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 24 tháng 1, lượng hàng hóa cung ứng ra thị trường đã tăng gấp 1,5 lần và tiếp tục tăng để phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Hiện ba chợ đầu mối gồm Bình Điền, quận 8, Hóc Môn, huyện Hóc Môn và Thủ Đức, thành phố Thủ Đức đã hoạt động trở lại ổn định. Lượng hàng về các chợ này dao động từ 8 đến 9 tấn mỗi ngày. Sao Vừa Việt Nam cho rằng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, căn hộ dịch vụ vẫn duy trì tình hình hoạt động tốt, đáng kinh ngạc. Với việc mở cửa trở lại, tình hình hoạt động kỳ vọng sẽ tiếp tục được cải thiện trong tương lai. Báo cáo của Savills Việt Nam chỉ ra trong quý 4 năm 2021, tổng nguồn cung căn hộ dịch vụ đạt gần 6.200 căn, giảm 3% theo quý và 5% theo năm. Năm 2021, gần 500 căn từ 16 dự án hạng B và C đã đóng cửa. Thị trường không có dự án mới trong quý 4. Nguồn cung hạng C ghi nhận mức giảm mạnh nhất là 11% theo năm, do hầu hết các nhà vận hành còn thiếu kinh nghiệm quản lý, yêu cầu thuê không ổn định từ khách thuê dài hạn và sự cạnh tranh gay gắt từ căn hộ mua để cho thuê và khách sạn. Dự báo đến năm 2024, chỉ 8 dự án với 660 căn dự kiến sẽ gia nhập thị trường. Tuy nhiên, nguồn cung này có thể bị hoãn lại, tùy thuộc vào tình hình của dịch bệnh. Trong năm 2022, dự kiến sẽ có 68 căn hộ hạng C từ 2 dự án mới thuộc chuỗi City House tham gia thị trường.